danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app danh. Chào mừng các con đến với tiết học toán 8 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống, chương 1 đa thức. Trong video ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các con trả lời các câu hỏi trong bài 2 đa thức. Trước hết, chúng ta đến với câu hỏi phần 1, khái niệm đa thức. Hoạt động 1 trong 11 toán 8 tập 1, hãy nhớ lại đa thức một biến là gì? Nêu ví dụ về đa thức một biến. Đối với câu hỏi này thì chúng ta sẽ trả lời được ngay, đó là đa thức một biến là tổng của những đơn thức của cùng một biến. Mỗi đơn thức trong tổng đó được gọi là một hạng tử của đa thức đã cho. Ví dụ về đa thức một biến như là 2x3 trừ 5x2 cộng 6. Ngoài ra thì chúng ta còn rất nhiều các ví dụ khác các con có thể lấy. Tiếp theo chúng ta sẽ đi trả lời câu hỏi hoạt động 2 trong 11 toán 8 tập 1. Em hãy viết ra hai đơn thức tùy ý, không chứa biến hoặc chứa từ 1 đến 3 biến trong các biến x, y, z, rồi trao đổi với bạn ngồi bên cạnh để kiểm tra lại kết quả xem đã viết đúng chưa. Nếu chưa đúng, hãy cùng bạn sửa lại cho đúng. Như vậy, đối với bài toán này, yêu cầu chúng ta sẽ viết hai đơn thức tùy ý, có thể không chứa biến hoặc chứa từ 1 đến 3 biến trong các biến mà bài toán cho, đó là biến x, y, z. Thì các con sẽ viết cùng với cả bạn bên cạnh của mình. Và ở đây, cô sẽ ví dụ cho chúng ta hai đơn thức như là 2x y mũ 3 và trừ 6x mũ 5. Tiếp theo chúng ta đến với hoạt động 3 trong 11 toán 8 tập 1. Viết tổng của 4 đơn thức mà em và bạn ngồi cạnh đã viết. Chúng ta sẽ lấy ví dụ về 4 đơn thức như là 2x y mũ 3 trừ 6x mũ 5, 3x mũ 3y trừ 5/9xyz. Và tổng của 4 đơn thức này chúng ta sẽ viết được, đó là 2x y mũ 3 trừ 6x mũ 5 cộng 3x mũ 3y trừ 5/9xyz. Các con quan sát biểu thức tổng của 4 đơn thức như thế này, người ta còn gọi là đa thức. Và từ bây giờ thì chúng ta hiểu đa thức chính là tổng của những đơn thức, và mỗi đơn thức trong tổng thì được gọi là một hạng tử của đa thức đó. Và chúng ta sẽ lưu ý, một đơn thức cũng được gọi là đa thức. Bây giờ chúng ta sẽ đi trả lời câu hỏi của luyện tập 1 trang 12 toán 8 tập 1. Biểu thức nào dưới đây là đa thức? Hãy chỉ rõ các hạng tử của mỗi đa thức ấy. Chúng ta đã vừa có nhận xét, đó là mỗi một đơn thức thì cũng được gọi là đa thức. Và đa thức thì chính là tổng của những đơn thức. Vậy bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra xem trong những cái biểu thức mà bài toán cho, biểu thức nào là đa thức. Ở đây thì chúng ta thấy ngay đó là biểu thức 3xy mũ 2 trừ 1 và căn 2x cộng căn 3y, đây là các đa thức. Và đa thức 3xy mũ 2 trừ 1 thì có hai hạng tử, đó là 3xy mũ 2 và trừ 1. Còn đa thức căn 2x cộng căn 3y có hai hạng tử, đó là căn 2x và căn 3y. Tiếp theo chúng ta sẽ đi trả lời câu hỏi phần vận dụng trong 12 toán 8 tập 1. Mỗi quyển vở giá x đồng, mỗi cái bút giá y đồng. A. Viết biểu thức biểu thị số tiền phải trả để mua 8 quyển vở và 7 chiếc bút, 3 sấp vở, 2 hộp bút. Viết rằng mỗi sấp vở có 10 quyển, mỗi hộp bút có 12 chiếc. B. Mỗi biểu thức tìm được ở câu A có phải là đa thức hay không? Các con quan sát bài toán. Bài toán cho chúng ta biết một quyển vở thì có giá là x đồng. Vậy thì 8 quyển vở sẽ có giá là 8x đồng, 1 chiếc bút có giá là y đồng, vậy 7 chiếc bút có giá là 7y đồng. Từ đây chúng ta sẽ tính được số tiền phải trả khi mua 8 quyển vở và 7 chiếc bút sẽ là 8x cộng 7y, đơn vị là đồng. Tiếp theo này, chúng ta sẽ đi viết biểu thức biểu thị số tiền phải trả để mua 3 sấp vở và 2 hộp bút, thì 1 sấp vở có 10 quyển, vậy 3 sấp vở sẽ có 30 quyển. Từ đây chúng ta sẽ tính được số tiền để mua 30 quyển vở. Tiếp theo, một hộp bút thì có 12 chiếc, vậy hai hộp bút sẽ có 24 chiếc, mà một chiếc bút có giá là y đồng. Từ đây chúng ta cũng sẽ tính được số tiền để mua hai hộp bút. Chúng ta sẽ trình bày tiếp theo, đó chính là mỗi sấp vở có 10 quyển nên 3 sấp vở sẽ có 3 x 10 bằng 30 quyển vở. Như vậy thì giá tiền mua 3 sấp vở sẽ là 30x đồng. Một hộp bút có 12 chiếc nên hai hộp bút sẽ có 2 x 12 và bằng 24 chiếc bút. Từ đây chúng ta có giá tiền để mua hai hộp bút sẽ là 24y đồng. Như vậy giá tiền để mua 3 sấp vở và hai hộp bút sẽ là 30x cộng 24y đồng.
Và quan sát vào đây thì chúng ta thấy được rằng biểu thức 8x cộng 7y và 30x cộng 24y, đây là các đa thức. Tiếp theo chúng ta sẽ đi trả lời câu hỏi của phần 2 đa thức thu gọn. Câu hỏi trang 12 toán 8 tập 1, đa thức nêu trong tình huống mở đầu có phải là đa thức thu gọn hay không? Các bạn quan sát cho cô này, đa thức ở phần đầu bài đó là đa thức x mũ 2 cộng y mũ 2 cộng 1 phần 2 xy. Thì đa thức này gồm có 3 hạng tử đó là x mũ 2, y mũ 2 và 1 phần 2 xy. Chúng ta thấy 3 hạng tử này thì không phải là các đơn thức đồng dạng với nhau. Như vậy chúng ta khẳng định đây là đa thức đã thu gọn. Và từ đây thì chúng ta hiểu đa thức thu gọn chính là đa thức mà không có hai hạng tử nào đồng dạng với nhau. Bây giờ chúng ta sẽ vận dụng để trả lời luyện tập 2 trong 13 toán 8 tập 1 cho đa thức n bằng 5y mũ 2 z mũ 2 trừ 2x y mũ 2 z cộng 1 phần 3 x mũ 4 trừ 2 y mũ 2 z mũ 2 cộng 2 phần 3 x mũ 4 cộng x y mũ 2 z. A. Thu gọn đa thức n. B. Xác định hệ số và bậc của từng hạng tử, tức là bậc của từng đơn thức ở trong dạng thu gọn của n. Vậy trước hết ở ý A, để thu gọn được đa thức n, chúng ta sẽ đi kiểm tra xem ở trong đa thức này có những đơn thức nào đồng dạng với nhau. Thì chúng ta thấy ngay này, ở đơn thức 5y mũ 2 z mũ 2 và trừ 2y mũ 2 z mũ 2, hai đơn thức này đồng dạng với nhau vì có cùng phần biến là y mũ 2 z mũ 2. Tiếp theo, âm 2x y mũ 2 z và x y mũ 2 z, hai đơn thức này cũng đồng dạng với nhau vì có phần biến là x y mũ 2 z. Và một cặp thứ ba nữa đó là 1 phần 3 x mũ 4 và 2 phần 3 x mũ 4. Hai đơn thức này đồng dạng với nhau vì có phần biến là x mũ 4. Vậy chúng ta sẽ vận dụng quy tắc cộng trừ các đơn thức đồng dạng để chúng ta thu gọn đa thức n. Và sau đấy thì chúng ta sẽ đi xác định hệ số và bậc của từng hạng tử ở trong dạng thu gọn của n. Bây giờ chúng ta sẽ trình bày bài toán này như sau. Ý A, 5y mũ 2 z mũ 2 trừ 2xy mũ 2 z cộng 1 phần 3 x mũ 4 trừ 2 y mũ 2 z mũ 2 cộng 2 phần 3 x mũ 4 cộng x y mũ 2 z sẽ bằng, mở ngoặc, 5 y mũ 2 z mũ 2 trừ 2 y mũ 2 z mũ 2 đóng ngoặc trừ, mở ngoặc, 2 x y mũ 2 z trừ đi x y mũ 2 z. Vì ở đây đằng trước có dấu trừ nên khi đưa vào trong ngoặc chúng ta sẽ phải đổi dấu trừ thành cộng, cộng thành trừ, đóng ngoặc, cộng, mở ngoặc 1 phần 3 x mũ 4 cộng 2 phần 3 x mũ 4. Thực hiện phép tính chúng ta sẽ được đó là bằng 3y mũ 2 z mũ 2 trừ xy mũ 2 z cộng x mũ 4. Tiếp theo, dạng thu gọn của đa thức n sẽ gồm có 3 hạng tử. Hạng tử thứ nhất đó là 3y mũ 2 z mũ 2 có hệ số là 3 và có bậc là 4. Hạng tử thứ hai đó là trừ xy mũ 2 z có hệ số là trừ 1 và bậc là 4. Hạng tử thứ ba là x mũ 4 có hệ số là 1 và có bậc là 4. Tiếp theo chúng ta sẽ đi trả lời câu hỏi của luyện tập 3 trong 13 toán 8 tập 1. Với mỗi đa thức sau, thu gọn nếu cần và tìm bậc của nó. A. Q bằng 5x mũ 2 trừ 7xy cộng 2,5y mũ 2 trừ 8,3y cộng 1. B. H bằng 4x mũ 5 trừ 1 phần 2 x mũ 3y cộng 3 phần 4 x mũ 2 y mũ 2 trừ 4x mũ 5 cộng 2 y mũ 2 trừ 7. Vậy việc đầu tiên thì chúng ta sẽ đi kiểm tra xem trong các đa thức mà bài toán cho thì có đa thức nào chưa thu gọn hay không. Nếu chưa thu gọn thì chúng ta sẽ thực hiện thu gọn. Chúng ta thấy rằng ở đây đa thức Q của chúng ta là đa thức đã thu gọn rồi, bởi vì không có các đơn thức nào đồng dạng với nhau. Tuy nhiên thì ở đa thức H của chúng ta, ở đây có 4x mũ 5 và chúng ta có trừ 4x mũ 5. Đây là hai đơn thức đồng dạng với nhau. Vậy chúng ta sẽ thực hiện cộng hai đơn thức này lại với nhau. Và sau đấy thì chúng ta sẽ đi tìm bậc của đa thức bằng cách đi tìm bậc của mỗi hạng tử ở trong đa thức đó. Và hạng tử nào có bậc lớn nhất thì bậc đó cũng chính là bậc của đa thức đã cho. Chúng ta sẽ trình bày bài toán này như sau. A. Đa thức Q bằng 5x mũ 2 trừ 7xy cộng 2,5y mũ 2 trừ 8,3y cộng 1. Đa thức này đã thu gọn rồi. Và chúng ta thấy này, hạng tử 5x mũ 2 có bậc là 2, trừ 7xy có bậc là 2, 2,5y mũ 2 có bậc là 2,
trừ 8,3 y có bậc là 1, hạn thử 1 có bậc là 0. Vậy bậc cao nhất ở trong đa thức này chính là bằng 2, và đó cũng chính là bậc của đa thức quy. Tiếp theo ở câu B, h bằng 4x mũ 5 trừ 1 phần 2 x mũ 3 y cộng 3 phần 4 x mũ 2 y mũ 2 trừ 4 x mũ 5 cộng 2 y mũ 2 trừ 7. Ở đây thì chúng ta sẽ vận dụng tính chất giao hoán để chúng ta đổi chỗ hạn thử 4 x mũ 5 với cả 1 phần 2 x mũ 3 y, chúng ta sẽ được bằng 4 x mũ 5 trừ 4 x mũ 5 trừ 1 phần 2 x mũ 3 y cộng 3 phần 4 x mũ 2 y mũ 2 cộng 2 y mũ 2 trừ 7. Thực hiện phép tính chúng ta được bằng trừ 1 phần 2 x mũ 3 y cộng 3 phần 4 x mũ 2 y mũ 2 cộng 2 y mũ 2 trừ 7. Và chúng ta thấy ở đa thức H sau khi chúng ta thu gọn chúng ta được đó là bằng tổng của 4 đơn thức. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm bậc của đa thức H bằng cách đấy là chúng ta xét các bậc của từng hạng tử ở trong đa thức này đã. Thì hạng tử thứ nhất đó là trừ 1 phần 2 x mũ 3 y có bậc là 4. Hạng tử 3 phần 4 x mũ 2 y mũ 2 có bậc là 4. Hạng tử 2 y mũ 2 có bậc là 2. Hạng tử trừ 7 có bậc là 0. Vậy thì bậc của đa thức H trong trường hợp này là bằng 4. Tiếp theo chúng ta sẽ đi trả lời câu hỏi của phần tranh luận trang 14 toán 8 tập 1. Bạn Trang nêu vấn đề một đa thức bậc 2 thu gọn với hai biến x và y mà mỗi hạng tử của nó đều có hệ số bằng 1 thì có nhiều nhất là mấy hạng tử? Có 3 bạn trả lời như sau. Bạn Anh có 3 hạng tử, bạn Bình có 5 hạng tử, bạn Trung có 6 hạng tử. Em hãy nêu ý kiến của mình và cho biết đó là đa thức nào. Chúng ta thấy rằng ở bài toán cho chúng ta đa thức bậc 2 thu gọn với hai biến là biến x và biến y và mỗi hạng tử của nó thì đều có hệ số bằng 1. Bây giờ chúng ta sẽ xem là trong trường hợp này thì đa thức đó có nhiều nhất là mấy hạng tử. Thì chúng ta sẽ xét này, vì đa thức này là đa thức bậc 2, vậy thì nếu như giả sử đa thức này có hạng tử đó là chỉ có biến x, vậy thì bậc cao nhất của nó sẽ là x mũ 2 này. Tương tự như vậy với hạng tử chỉ chứa biến y cũng cao nhất đó là có bậc bằng 2, tức là y mũ 2. Ngoài ra nếu hạng tử của chúng ta có chứa cả hai biến đó là biến x và biến y có bậc là 2, như vậy chúng ta sẽ được hạng tử đó là x nhân y. Và tiếp theo thì chúng ta còn có từng hạng tử đó là x này, y và hạng tử cuối cùng là bằng 1. Như vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ khẳng định được luôn đó là một đa thức bậc 2 thu gọn với hai biến x và y mà mỗi hạng tử của nó đều có hệ số bằng 1 thì sẽ có nhiều nhất là 6 hạng tử. Đó là đa thức x mũ 2 cộng y mũ 2 cộng xy cộng x cộng y và cộng 1. Thì chúng ta thấy rằng trong trường hợp này bạn Trung đã trả lời đúng. Vừa rồi thì cô đã hướng dẫn các con trả lời các câu hỏi trong phần lý thuyết. Bây giờ chúng ta sẽ vận dụng để đi làm các bài tập. Trước hết đó là bài số 1.8 trang 14 toán 8 tập 1. Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đa thức? Trừ x mũ 2 cộng 3x cộng 1, x trên căn bậc 2 của 5, x trừ căn bậc 2 của 5 trên x, 2024, 3x mũ 2 y mũ 2 trừ 5x mũ 3 y cộng 2,4, 1 trên x mũ 2 cộng x cộng 1. Để trả lời được câu hỏi này thì chúng ta sẽ nhớ cho cô đa thức chính là tổng của những đơn thức. Vậy chúng ta sẽ trả lời được đó là các đa thức đó là trừ x mũ 2 cộng 3x cộng 1, x trên căn 5, 2024, 3x mũ 2 y mũ 2 trừ 5x mũ 3 y cộng 2,4. Còn biểu thức x trừ căn bậc 2 của 5 trên x, đây không phải là đa thức mà đây là phân thức. Tương tự như vậy với cả 1 trên x mũ 2 cộng x cộng 1, đây cũng là phân thức đại số mà chúng ta sẽ học ở các chương sau. Tiếp theo chúng ta đến với bài 1.9 trang 14 toán 8 tập 1. Xác định hệ số và bậc của từng hạng tử trong đa thức sau. A x mũ 2 y trừ 3 x y cộng 5 x mũ 2 y mũ 2 cộng 0,5 x trừ 4. B x căn 2 trừ 2 x y mũ 3 cộng y mũ 3 trừ 7 x mũ 3 y. Để xác định được hệ số và bậc của từng hạng tử ở trong đa thức đã cho thì trước hết các con hãy kiểm tra cho cô xem các đa thức mà bài toán cho đã thu gọn chưa. Nếu chưa thu gọn thì chúng ta thu gọn trước. Và ở trong bài toán này thì chúng ta thấy ngay các đa thức
Ở hai ý A và B, đây là các đa thức đã thu gọn rồi. Chúng ta sẽ đi xác định hệ số và bậc của từng hạng tử ở trong các đa thức này. Và chúng ta sẽ trình bày được như sau. Đó là với ý A, đa thức x mũ 2y trừ 3xy cộng 5x mũ 2y mũ 2 cộng 0,5x trừ 4 sẽ có. Thứ nhất, đó là hạng tử x mũ 2y có hệ số là 1 và có bậc là 3. Hạng tử âm 3xy sẽ có hệ số là âm 3, có bậc là 2. Hạng tử 5x mũ 2y mũ 2 có hệ số là 5, có bậc là 4. Hạng tử 0,5x có hệ số là 0,5, có bậc là 1. Hạng tử âm 4 có hệ số là bằng âm 4 và có bậc là 0. Tiếp theo, ở ý B, đa thức x căn 2 trừ 2xy mũ 3 cộng y mũ 3 trừ 7x mũ 3y sẽ có hạng tử x căn 2 có hệ số là căn 2 và có bậc là 1. Hạng tử âm 2 x y mũ 3 có hệ số là âm 2, có bậc là 4. Hạng tử y mũ 3 có hệ số là 1 và có bậc là 3. Hạng tử âm 7 x mũ 3 y có hệ số là âm 7 và có bậc là 4. Tiếp theo chúng ta đi trả lời câu hỏi bài 1.10 trang 14 toàn 8 tập 1. Thu gọn các đa thức A 5x mũ 4 trừ 2x mũ 3 y cộng 20x y mũ 3 cộng 6x mũ 3y trừ 3x mũ 2y mũ 2 cộng x y mũ 3 trừ y mũ 4. B 0,6x mũ 3 cộng x mũ 2z trừ 2,7x y mũ 2 cộng 0,4x mũ 3 cộng 1,7x y mũ 2. Vậy thì các con quan sát này, các bạn sẽ nhớ lại cho cô. Để thu gọn đa thức thì chúng ta sẽ đi kiểm tra xem trong đa thức mà bài toán cho có những đơn thức nào đồng dạng với nhau, thì chúng ta thực hiện vận dụng quy tắc cộng trừ các đơn thức đồng dạng để chúng ta thu gọn các đa thức đã cho. Bây giờ chúng ta sẽ xác định cho cô các đơn thức đồng dạng ở hai đa thức ý A và ý B. Trước hết là ở ý A, chúng ta có này 5x mũ 4 thì không có hạng tử nào đồng dạng với nó, chúng ta để nguyên này. Tiếp theo, trừ 2x mũ 3y và 6x mũ 3y, hai đơn thức này có cùng phần biến là x mũ 3y. Chúng ta sẽ nhóm chúng lại một nhóm này. Tiếp theo, 20x y mũ 3 và x y mũ 3, đây cũng là hai đơn thức đồng dạng với nhau, chúng ta sẽ nhóm vào một nhóm. Tương tự như vậy, ở câu B, chúng ta có 0,6x mũ 3 và 0,4x mũ 3. 0,4x mũ 3, hai đơn thức này đồng dạng vì có cùng phần biến là x mũ 3. Tiếp theo đó là âm 2,7x y mũ 2 và 1,7x y mũ 2 vì có cùng phần biến đó là x y mũ 2. Chúng ta cũng sẽ nhóm chúng vào một nhóm. Bây giờ chúng ta sẽ trình bày bài toán này như sau này. Cho hết câu A, 5x mũ 4 trừ 2x mũ 3y cộng 20x y mũ 3 cộng 6x mũ 3y trừ 3x mũ 2 y mũ 2 cộng x y mũ 3 trừ y mũ 4 sẽ bằng 5x mũ 4 cộng mở ngoặc 6x mũ 3y trừ 2x mũ 3y đóng ngoặc cộng mở ngoặc 20x y mũ 3 cộng x y mũ 3 đóng ngoặc trừ 3x mũ 2 y mũ 2 trừ y mũ 4. Thực hiện phép tính chúng ta được đó là bằng 5x mũ 4 cộng 4x mũ 3y cộng 21x y mũ 3 trừ 3x mũ 2 y mũ 2 trừ y mũ 4. Tiếp theo ý B, 0,6x mũ 3 cộng x mũ 2z trừ 2,7x y mũ 2 cộng 0,4x mũ 3 cộng 1,7x y mũ 2 sẽ bằng mở ngoặc 0,6x mũ 3 cộng 0,4x mũ 3 đóng ngoặc cộng x mũ 2z cộng mở ngoặc 1,7x y mũ 2 trừ 2,7x y mũ 2 đóng ngoặc. Thực hiện phép tính chúng ta được bằng x mũ 3 cộng x mũ 2z trừ x y mũ 2. Tiếp theo đó là bài 1.11 trang 14 toàn 8 tập 1. Thu gọn nếu cần và tìm bậc của mỗi đa thức sau. A x mũ 4 trừ 3x mũ 2 y mũ 2 cộng 3x y mũ 2 trừ x mũ 4 cộng 1. B 5x mũ 2y cộng 8xy trừ 2x mũ 2 trừ 5x mũ 2y cộng x mũ 2. Trước hết thì chúng ta sẽ đi thu gọn các đa thức này. Bây giờ chúng ta sẽ đi xác định các đơn thức đồng dạng của từng đa thức này. Đầu tiên ở ý A chúng ta sẽ có đó là x mũ 4 và trừ x mũ 4, đây là hai đơn thức đồng dạng. Còn ở ý B chúng ta sẽ có đó là 5x mũ 2y và trừ 5x mũ 2y vì có phần biến là x mũ 2y. Tiếp theo đó là trừ 2x mũ 2 và x mũ 2 vì có phần biến đó là x mũ 2.
Sau đó thì chúng ta sẽ đi xác định bậc của mỗi đa thức. Chúng ta sẽ trình bày như sau. Ý A, x mũ 4 trừ 3 x mũ 2 y mũ 2 cộng 3 x y mũ 2 trừ x mũ 4 cộng 1 sẽ bằng mở ngoặc x mũ 4 trừ x mũ 4 đóng ngoặc trừ 3 x mũ 2 y mũ 2 cộng 3 x y mũ 2 cộng 1. Thực hiện phép tính chúng ta được đó là bằng trừ 3 x mũ 2 y mũ 2 cộng 3 x y mũ 2 cộng 1. Hạng tử trừ 3 x mũ 2 y mũ 2 có bậc là 4. Hạng tử 3 x y mũ 2 có bậc là 3. Hạng tử 1 có bậc là 0. Vậy thì bậc của đa thức ở ý A sẽ là bằng 4. Tiếp theo câu B, 5 x mũ 2 y cộng 8 x y trừ 2 x mũ 2 trừ 5 x mũ 2 y cộng x mũ 2 sẽ bằng mở ngoặc 5 x mũ 2 y trừ 5 x mũ 2 y đóng ngoặc cộng 8 x y cộng mở ngoặc x mũ 2 trừ 2 x mũ 2 đóng ngoặc. Thực hiện phép tính chúng ta được bằng 8 x y trừ x mũ 2. Chúng ta thấy này, hạng tử 8 x y có bậc là 2, hạng tử trừ x mũ 2 cũng có bậc là 2. Vậy thì đa thức ở ý B sẽ có bậc là bằng 2. Tiếp theo chúng ta đến với bài 1.12 trong 14 toán 8 tập 1. Thu gọn rồi tính giá trị của đa thức. M bằng 1 phần 3 x mũ 2 y cộng x y mũ 2 trừ x y cộng 1 phần 2 x y mũ 2 trừ 5 x y trừ 1 phần 3 x mũ 2 y tại x bằng 0,5 y bằng 1. Chúng ta thấy đối với bài toán này thì chúng ta sẽ phải thực hiện hai yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất đó là đi thu gọn đa thức M. Yêu cầu thứ hai đó là thay x bằng 0,5 y bằng 1 vào đa thức đã thu gọn để chúng ta tính giá trị của đa thức M. Bây giờ chúng ta sẽ trình bày bài toán. Trước hết thu gọn đa thức M này. M sẽ bằng 1 phần 3 x mũ 2 y cộng x y mũ 2 trừ x y cộng 1 phần 2 x y mũ 2 trừ 5 x y trừ 1 phần 3 x mũ 2 y. Chúng ta thấy 1 phần 3 x mũ 2 y và trừ 1 phần 3 x mũ 2 y. Hai đơn thức này đồng dạng với nhau vì có cùng phần biến là x mũ 2 y. Chúng ta nhóm chúng vào một nhóm này. Tiếp theo đó là x y mũ 2 và 1 phần 2 x y mũ 2 có cùng phần biến là x y mũ 2. Chúng ta sẽ nhóm vào nhóm thứ hai. Tiếp tục với trừ x y và trừ 5 x y thì chúng ta cũng sẽ nhóm chúng vào một nhóm. Và chúng ta sẽ lưu ý đằng trước có dấu trừ, khi đưa vào trong ngoặc thì chúng ta sẽ đổi dấu hạng tử. Thực hiện phép tính thì chúng ta sẽ được đó là bằng 3 phần 2 x y mũ 2 trừ 6 x y. Bây giờ chúng ta sẽ thay x bằng 0,5 y bằng 1 vào đa thức M mà chúng ta vừa thu gọn để chúng ta thực hiện tính giá trị biểu thức. Chúng ta sẽ được đó là bằng 3 phần 2 nhân 0,5 nhân 1 mũ 2 trừ 6 nhân 0,5 nhân 1 và bằng 3 phần 4 trừ đi 3. Thực hiện phép tính chúng ta được bằng 9 phần 4. Tiếp theo chúng ta đến với bài 1.13 trong 14 toán 8 tập 1. Cho đa thức P bằng 8 x mũ 2 y mũ 2 z trừ 2 x y z cộng 5 y mũ 2 z trừ 5 x mũ 2 y mũ 2 z cộng x mũ 2 y mũ 2 trừ 3 x mũ 2 y mũ 2 z. A, thu gọn và tìm bậc của đa thức P. Tính giá trị của đa thức P tại x bằng âm 4, y bằng 2 và z bằng 1. Trước hết thì chúng ta sẽ quan sát ý A, bài toán yêu cầu thu gọn. Vậy các bạn sẽ để ý cho cô vào đa thức P và chúng ta sẽ đi tìm cho cô các đơn thức đồng dạng ở trong đa thức P này. Thì chúng ta thấy này, 8 x mũ 2 y mũ 2 z với trừ 5 x mũ 2 y mũ 2 z và trừ 3 x mũ 2 y mũ 2 z. Đây là ba đơn thức đồng dạng với nhau vì có cùng phần biến là x mũ 2 y mũ 2 z. Chúng ta nhóm vào một nhóm và chúng ta sẽ được như sau. P bằng 8 x mũ 2 y mũ 2 z trừ 2 x y z cộng 5 y mũ 2 z trừ 5 x mũ 2 y mũ 2 z cộng x mũ 2 y mũ 2 trừ 3 x mũ 2 y mũ 2 z sẽ bằng mở ngoặc 8 x mũ 2 y mũ 2 z trừ 3 x mũ 2 y mũ 2 z trừ 5 x mũ 2 y mũ 2 z đóng ngoặc cộng x mũ 2 y mũ 2 trừ 2 x y z cộng 5 y mũ 2 z. Thực hiện phép tính trong ngoặc chúng ta được đó là bằng 0. Như vậy chúng ta sẽ còn là x mũ 2 y mũ 2 trừ 2 x y z cộng 5 y mũ 2 z. Chúng ta thấy hạng tử x mũ 2 y mũ 2 có bậc bằng 4, hạng tử âm 2 x y z có bậc bằng 3,
Hạng tử 5 y mũ 2 z có bậc bằng 3. Vậy thì bậc của đa thức P bằng 4. Bây giờ chúng ta thay x bằng âm 4, y bằng 2 và z bằng 1 vào đa thức P, chúng ta sẽ được P sẽ bằng âm 4 mũ 2 nhân 2 mũ 2 trừ 2 nhân âm 4 nhân 2 nhân 1 cộng 5 nhân 2 mũ 2 nhân 1. Thực hiện phép tính chúng ta sẽ được đó là bằng 100. Vừa rồi thì cô đã hướng dẫn các con trả lời các câu hỏi trong phần lý thuyết và bài tập của bài 2 đa thức. Các con sẽ hoàn thiện các bài này vào vở và hẹn gặp các con ở các video tiếp theo. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.